Hoa sứ Lyra chào cả nhà. Chúc cả nhà mình có một buổi tối vui vẻ ha. Cả nhà ơi, nay thì cũng Tết sắp đến, sắp đích luôn rồi ha. Cả nhà mình mua hoa về chưng Tết đi ạ. Vườn em nay hoa đang nụ, đang hoa rực rỡ luôn á. Rồi hôm nay giới thiệu cả nhà mình là 18 cây ha. Mình có cây số 1 nè. Số 1 màu em dáng nằm nha, ghép hai giống Long Thành màu đỏ và Thần Tài. Cái này là có một bo thần tài 5 cánh nha cả nhà. Đây, cây Long Thành mình đang nụ, cây này vô chơi Tết là vừa lắm á. Cây dáng nằm nha, trong chậu C10, cây 9 bo, giá 150.000 ạ. Tiếp số 2, Kim Anh, 3 lớp, nền vàng cam có sọc đỏ. Cây ghép 6 bo nha, củ này bao đẹp luôn nè cả nhà. Chậu C10, củ to chật chậu luôn nha. Đây, cái củ nó này 130.000 ha. Rồi tới số 3. Số 3 là Long Thành, một giống hoa rộ và màu đỏ tươi luôn nè cả nhà. Cây 6 bo luôn. 130.000, hàng chậu C10. Chậu C10 là cái hành cũ của nó, bên em là hành từ 55 tới 65 tùy theo cây nha. Rồi, em tiếp một cây hàng VIP nè. Cây này có tên là Phương Lam 23. Và có ghép dặm vô. À, cây này Phương Lam 23 hả nha. Còn nhánh này tự rừng rồi, bị rớt bo rồi. Cây Phương Lam 23 ghép là 2, 5, 2, 6, 8 bo nha cả nhà. Ghép 8 bo, có một bo này bị vớt rồi ạ. Phương Lam 23, 8 bo, củ quái nè. Đây. Cây trong chậu C12 nha, củ to. Muốn chặt chậu nè, bên đây thì vô chặt chậu, bên đây em còn chèn được hai ngón tay thôi. Cây ghép 8 bo nha cả nhà, 300.000, Phương Lam 23. Số 5 là hạ xuống cây chậu C9. Cả nhà nhìn xem nè, cây C9 nè, 100.000 này nha. Với cây chậu C12 đứng trên với nhau rất là nhiều luôn á. Rồi, cây này là đại mỹ nhân nha cả nhà, 5 cánh, trắng viền. Đây, nụ của nó này. Cây ghép 6 bo, củ này cũng rất là đẹp luôn nè. Cái lô hàng này của em mới vừa ra là lô hàng, nói chung là củ quái quái không à. Rồi, 100.000 nha cả nhà, đại mỹ nhân chậu C9. Rồi, tiếp số 6, một em hàng VIP nữa, Phương Lam 21. Em này Phương Lam 21 nha, tàn thì xè ra tròn rất là đẹp mắt luôn. Nụ vô li ti. Rồi, củ nó này, củ cơ bắp nha. Vô chậu C12 chặt chậu luôn, ghép 12 bo 400.000. Em tiếp số 7 là Tiêu Phong. Một giống hoa cánh này nhọn nè, Tiêu Phong. Cây ghép 10 bo 400.000, chậu 12 luôn nha. Số 8 một giống mới của vườn. Hiện tại thì bên em là còn ra hàng còn có một cây này duy nhất thôi á. Cây này tựa ra cũng khá là dài rồi nè. Cái này vừa chơi lá mà mặt hoa nó cũng rất đẹp luôn nha cả nhà. Hoa nó 5 cánh. Cái hoa nó hôm nay nói rồi quên chụp lại nè. Hoa nó 5 cánh màu hồng sọc tím nha. Hồng sọc tím. Màu hoa nó nhìn vô rất là bắt mắt luôn. 5 cánh hồng sọc tím nha cả nhà. Cái hoa nó mới nhìn vô nó có cái sọc, cái cách nó giống như hoa khải ca vậy đó. Mà nền nó hồng sọc tím. Đây, cái này dạng lá cẩm thạch. Cây này thì cái tàn rất là đẹp mắt nha. Cây mình hiện tại là ghép 9 bo tựa dài. Cây trong chậu C10. Củ này là hơi bị đẹp luôn á. Nó có cái tội là nó bị cái vết sẹo đây nha. Sẹo đã lành rồi nè nha cả nhà. Tàn thì đẹp. Có cái sẹo nhỏ đó. Rồi, cây này là giá 200.000 nha. Một giống mới của vườn, còn duy nhất một cây thôi. Rồi em tiếp số 9. Số 9 là Kim Lân. Một giống hoa rất là thơm luôn nha. Nó nở tầm, nó nở vô hoa và nụ như thế này nè. Em đứng kế bên là nghe thơm ngang ngát luôn á. Mà hoa rộ nữa chứ. Cây mình 5 bo nha, 130.000, chậu C10. Số 10, Sĩ Thư, 3 lớp màu trắng cánh viền hồng. Cây đang nụ. Cũ nè. Củ này hơi quái nha. Hai mặt củ rất là đẹp.
Rồi, cây bảy bo 150.000, củ quái sĩ thư. Sĩ thư một giống hoa cũng cực rộ nữa đó. Tiếp một em hoa rộ và xây hoa to nữa nè, màu hồng nha, giống camellia. Camellia màu hồng. Cây bảy bo 130.000, đầy củ nó này. Củ quái ba mặt củ là ba hình thể khác nhau. 130. Tiếp 12. 12 là hồng bích. Hồng bích màu hồng cánh, màu trắng cánh viền hồng nha. Đây, cái lô này là phải nói là em ra lô này là hàng VIP, củ quái hơi bị nhiều luôn á. Đây củ này nữa nha. 5 bo 130.000. Số 13. 13 là giống Ferrari. Ghép 10 bo. Ferrari 250.000. 250.000 chậu C11 nha. Số 14. 14 là én. Đây, em én của mình nó đang vô nụ, thấy én là mùa xuân tới nha cả nhà. 10 bo. Củ quái. Đây. Én 150.000 chậu C10, củ quái chặt chậu luôn. Số 15. Hera. Đây, Hera. Hera mình 4 bo 100.000. Củ chia làm 3 khói nha. Mới nhìn giống như một con thú nó đứng nó chống hai cái chân trước nó là nha. 4 bo 100.000 Hera. Em tiếp 16. 16 là hỏa sơn, một cây hàng to nè. Củ này cơ bắp lắm á. Nhìn có muối nha, chia từ khói nhìn cơ bắp cuồn cuộn luôn á. Chết. Cây trong chậu C12. Cái chậu nó nặng sắp một tay không được. Ghép 10 bo giá 300.000 hỏa sơn. Đây, hỏa sơn mình đang vô nụ. Cái này là hàng ngay Tết luôn á. Mình đi nếu mà ship xe hoặc là mình tới vườn mình nhận cây là về mình chơi Tết là khá là ổn luôn. Rồi em tiếp 17 nha. 17 là một giống tên là hồng hạnh, ba lớp màu vàng có sọc nha. Vàng đậm sọc đỏ, gân đỏ nha cả nhà. Hồng hạnh giống này hoa rộ lắm á. Mình nhìn cái dàn nụ của em nó đang ra đây ạ. Củ này thì hoàn hảo, hoa màu vàng sọc đỏ nè. Xuống đây củ thì đẹp nha. Củ to chặt chậu C11. Củ cơ bắp lắm á, ghép 6 bo. Ê. Củ hình quái luôn. Các em này về mình sang ra một cái chậu sành dạng đẹp đẹp nữa là thôi, tôn dáng nó lên đẹp, tăng thêm đẹp nữa nha. Rồi cây này 6 bo, ghép giống hồng hạnh màu vàng sọc đỏ, 300.000. Đây, em quay cận lại cho mình xem nè. Nụ nó đang ra rất là nhiều luôn. Rồi tiếp 18. 18 là giống Vĩnh Lộc 44. Vĩnh Lộc 44 nha cả nhà. Cây này cái tàn thì khỏi phải bàn cãi gì luôn rồi. Tán xè ra là khá đẹp mắt luôn á. Cây đang nụ nha. Tán xè ra rất là tròn. Nó dang ra là gần 3 gang tay mình nha. Cái tàn nó dang ra. Rồi xuống củ nè cả nhà. Cái củ này nhìn vô rồi rất là ưng mắt luôn. Đế đẹp luôn. Cây trong chậu C11. Cây này giá 300.000 nha, ghép 9 bo. Vĩnh Lộc 44. Rồi hôm nay giới thiệu cả nhà mình là 18 cây ha. Cả nhà mình xem yêu thích cây nào, mình muốn chốt đơn thì cứ gọi điện trực tiếp theo số điện thoại em để trên màn hình á. Nếu như mình gọi điện mà kẹt máy, em không nghe máy được thì mình cứ nhắn tin chốt cây, nhắn tin thì để mã cây số máy nha cả nhà. Mã số cây, số điện thoại thì bên em sẽ liên hệ lại để mà lấy thông tin mà gửi cây nha cả nhà. Hiện nay thì em gửi đi đường Tô Châu và đường Bưu Điện nha. Cây đi Tô Châu thì hàng đến trạm nó sẽ nhắn tin mình ra trạm đó mình nhận cây. Còn nếu mà đi Bưu Điện thì cây em sẽ nhổ ra, vũ sạch đất đóng thùng đi Bưu Điện, hàng Bưu Điện nó sẽ giao tận nhà cho mình luôn. Cả nhà ai chưa bấm đăng ký kênh của em thì mình hãy bấm đăng ký. Rồi mình đón xem được những cái video mới nhất của bên em giới thiệu cả nhà ha. Còn nếu về vấn đề mình mua cây mà chăm sóc, về có vấn đề gì mình cần tìm hiểu thêm về cách chăm sóc cây á,
thì kết nối Zalo với bên em thì bên em sẽ tư vấn thêm cho mình ạ. Rồi, em xin chào cả nhà.